của Viện Khoa học Công nghệ Nhiệt lạnh Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2018. Vào mùa hè, người dùng tại Việt Nam tiêu thụ điện nhiều hơn trung bình khoảng 50%. Phần lớn là do sử dụng các thiết bị không thể thiếu như điều hòa, quạt. Sau đây là 5 mẹo để dùng điều hòa tiết kiệm điện hơn. Cách 1. Khi bật điều hòa, bạn nên sử dụng thêm quạt điện. Điều hòa nhiệt độ đủ mát, nhưng dùng quạt sẽ giúp lưu thông khí mát trong phòng. Điều này cũng có nghĩa là bạn không cần phải giảm nhiệt độ xuống quá thấp, nhờ đó sẽ tốn điện hơn. Thêm vào đó, quạt sử dụng điện ít hơn điều hòa, nên kết hợp cả hai thiết bị này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều năng lượng. Cách 2. Thường xuyên vệ sinh điều hòa. Trong quá trình hoạt động, các loại bụi thường đóng ở bộ lọc không khí và các hệ thống quạt gió. Bụi bẩn tích tụ lâu ngày sẽ khiến máy làm lạnh lâu hơn, tốn nhiều điện và giảm tuổi thọ của thiết bị. Bên cạnh tăng tiêu thụ điện, thói quen không vệ sinh, bảo trì máy lạnh thường xuyên có thể là nguy cơ gây ra nhiều bệnh về đường hô hấp cho người sử dụng như ho, viêm họng, viêm mũi. Các nhà sản xuất gợi ý thời gian vệ sinh định kỳ cho máy lạnh hộ gia đình là khoảng 3-4 tháng, 1-2 tháng đối với nơi có nhiều người qua lại và hàng tháng đối với các xí nghiệp, công xưởng. Cách 3. Không để nhiệt độ quá thấp. Khi đặt nhiệt độ quá thấp, điều hòa sẽ phải chạy nhiều hơn để duy trì nhiệt độ ở mức đã định. Ngoài ra, cơ thể người dùng không thích nghi kịp sẽ dễ bị tình trạng sốc nhiệt. Vì vậy, người dùng nên sử dụng điều hòa tại mức nhiệt độ trung bình từ 25-27 độ. Đây là mức nhiệt độ phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Ngoài ra, tại mức nhiệt này, cường độ làm việc của máy sẽ giảm nên sẽ tiết kiệm điện hơn. Cách 4. Hãy để nhiệt độ cao hơn vào ban đêm. Vào ban đêm, hãy tăng điều hòa lên 1 hoặc 2 độ so với ban ngày. Trong khi ngủ, người dùng sẽ không nên để nhiệt độ quá lạnh. Hãy điều chỉnh điều hòa ở nhiệt độ vừa, từ 25-29 độ, khoảng 1-2 tiếng trước khi đi ngủ. Nhờ đó, điều hòa sẽ phải hoạt động ít hơn và tốn ít điện năng hơn. Bên cạnh đó, hãy sử dụng chế độ hẹn giờ của máy điều hòa để lựa chọn thời gian tắt, nhất là vào lúc khuya người dùng đã ngủ. Như vậy, người dùng vừa sẽ có giấc ngủ ngon, không bị lạnh về đêm, lại vừa tiết kiệm điện. Cách 5. Không nên bật tắt liên tục. Nhiều người dùng có thói quen ra khỏi phòng là lập tức tắt máy điều hòa và bật lại khi thấy nóng. Thực tế đây là một sai lầm làm tốn điện thêm và còn nhanh hỏng máy. Khi bật máy trở lại, máy điều hòa sẽ phải tốn rất động máy nén, động cơ quạt để làm lạnh không khí đến mức nhiệt độ yêu cầu. Thao tác bật tắt liên tục cũng khiến điều hòa giảm độ bền. Như vậy chỉ cần thay đổi một số thói quen khi dùng điều hòa sẽ giúp bạn có thể tiết kiệm được hóa đơn tiền điện. Các bạn thấy kênh hay vui lòng nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi ha. You like, click, subscribe to support us to make many video for you. Thank you all of you. Thank you.